cô thân chào các bạn từ ấp Tỵ 1965. Thì hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các bạn về 3 tháng cuối năm Quý Mão của các bạn nha. Trước khi vào vấn đề chính, ta nói sơ về cái tuổi của các bạn. Cái tuổi của các bạn á là cái tuổi Tỵ nha. Tuổi Tỵ mà bạn có cái mệnh là Phúc Đăng Quả, là mình là cái ngọn đèn soi sáng cho mọi người. Cái một ngọn đèn nó ôn hòa, nó đem lại ánh sáng, đem lại sự bình yên, đem lại sự tốt đẹp của cho nhiều người khác, khơi rọi cho người ta cái sự thông minh, giúp cho người ta sáng suốt, giúp người soi đường, dẫn lối cho người ta đi. Cái mệnh quả của mình là một cái mệnh quả rất là tốt đẹp nha các bạn. Rồi nói tiếp về cái con người của người tuổi Tỵ. Cái con người của Tỵ này á là một cái con người rất là hiền lành, nhưng mà các bạn rất là quyết đoán trong cái cuộc sống của bạn. Cái con người của mình có nhiều cái ý chí, có nhiều cái mà độc lập, có nhiều cái kiên cường để mà mình ra đời, mình tranh đấu với đời, mình quyết tâm. Tại vì sao? Tại vì vận niên của các bạn, vận niên cuộc đời của bạn là sức quyệt chi xà, nghĩa gọi là cái con rắn nó ra ngoài. Sau cái một cái thời gian nó ở trong ẩn rồi, thì bây giờ khi mà ra là nó có cái quyết tâm cao. Cho nên những cái người tuổi Tỵ này đó là cái quyết tâm của họ rất là cao để mà vươn lên trong cái cuộc sống. Con người mình không hèn yếu, mà cái sự mà vươn lên trong cuộc sống của mình nó rất là mạnh mẽ, rất là tốt đẹp nha. Nhưng mà sướng hay khổ á, thì nói thế này, phải nói là tuổi nào mình cũng nói là bây giờ cho dù bạn có gặp tốt đẹp hơn, nhưng mà con người ta hơn những cái bạn khác, hơn những cái tuổi khác, nhưng mà cái tâm lý của mỗi người đã có cái sự là kêu là không bằng lòng với cái hiện tại. Cho nên bây giờ khi như cô nói là cái tuổi Tân Hợi đi, nói Tân Hợi tốt đẹp hơn so với những người khác, nhưng mà Tân Hợi cũng không bằng lòng, đó là khổ lắm. Cũng như con người ai cũng phải khổ, mà có cái đối đầu với gian khổ thì mình mới vươn lên trong cái cuộc sống được. Không phải ai mà sinh ra là sung sướng, mà sinh ra đời thì chúng ta đối diện với cái sự khổ nãy rồi. Sinh ra đời là sinh ra trong cái bể khổ, cho nên có khổ, nhưng mà chúng ta có vươn lên được, chúng ta có ý chí, chúng ta có nghị lực, chúng ta đi vượt qua cái khó khăn của mình, thì đó là cái điều tốt đẹp, cái điều hãnh diện cho cái bản thân của mình. Cho nên cô chúc các bạn là kiểu là chân cứng để mà chúng ta vững chãi, để chúng ta tiến mạnh. Chúc các bạn được làm những cái việc đó, chứ cô không nói các bạn sung sướng hay là không nha. Rồi bây giờ chúng ta phân tích vào 3 cái tháng cuối năm này, để mình coi trong cái 3 tháng này mình gặp tốt đẹp, gặp thuận lợi hay không. Còn nói về trong cái năm nay á, thì các bạn không gặp tâm tai, không phạm thái tuế, đó là một cái điều đáng mừng cho các bạn rồi. Bây giờ trong cái tháng 10 á, là mình đó là người có thiên can ất, ất là mộc, nhưng mà mình gặp cái quý thủy. Thủy là nước nhẹ, nước ngầm ở dưới cái lòng đất, nó giúp cho mình được cây cối. Mình là cây mà, mình mọc là cây, cho nên mình được tốt đẹp, mình được xanh tươi. Như vậy trong cái tháng 11 này, tài lộc của bạn có đó, các bạn được thuận lợi về cái vấn đề tiền bạc. Nhưng công ăn việc làm của các bạn nè, cái chuyện đối nhân xử thế của bạn ở bên ngoài dễ gặp những cái phiền toái, dễ gặp những cái xung khắc. Tại vì á, cái tuổi của mình nó không hợp với cái tháng, cho nên nó mới xảy ra cái vấn đề đó. Mà khi chúng ta biết thì chúng ta dè chừng lại trong cái lời ăn tiếng nói, trong cái hành động, cái suy nghĩ của mình, chúng ta hãy hướng đến những cái điều tốt đẹp thì nó sẽ giúp ích cho mình tai qua nạn khỏi, mình tránh bớt đi những cái phiền hà đối với những người ở chung quanh.
sức khỏe của mình thì mình cũng cần phải giữ kỹ. Tại vì mình là người mệnh quả mà. Mà gặp cái tháng nó gặp tháng thủy, quả thủy nó xung khác nhau. Cho nên mình cẩn trọng trong cái vấn đề sức khỏe của mình. Còn cái vấn đề mà gia đạo của bạn nam, bạn nữ ở trong tháng, thì phải nói là các bạn có gặp được cái sự tốt đẹp, có được cái sự thuận lợi, được bình yên, hạnh phúc trong gia đạo của mình. Đó là một cái điều rất là đáng mừng. Như vậy là ở trong cái tháng này chúng ta được tài lộc và cả về hôn nhân gia đình của mình. Chỉ còn cái khó khăn ở bên ngoài, ở đối phần đối ngoại thôi. Qua đến cái tháng 11, tháng 11 thì tài chánh của các bạn làm nó bình hòa, không lên, không xuống. Rồi về cái công ăn, chuyện làm, cái chuyện đối nhân xử thế, cái nhân hòa của mình thì nó cũng bình ổn, không còn cái khó khăn nhiều như cái tháng trước. Thì chúng ta tiếp tục, chúng ta làm những cái điều tốt đi, để chúng ta được nhiều cái may mắn trong cái cuộc sống nha các bạn. Chú ý, tiếp tục là một cái tháng cẩn trọng về sức khỏe của mình. Mình quả mà gặp cái tháng kim, quả kim nó xung khắc nhau, cho nên nó không tốt. Nhưng rất mừng cho các bạn nam, các bạn nữ của cái tuổi Ất Tỵ này, là trong cái tháng này đó, gia đạo của bạn nam, của bạn nữ đều được sự tốt đẹp, đều được cái sự thuận lợi, nhiều cái niềm vui, nhiều cái phấn khởi về cái đường tình cảm của mình trong cái cuộc sống. Qua đến cái tháng cuối năm thì tài lộc của mình nó ở cái mức độ bình ổn, không có tiến triển nhiều, cũng không có thất bại, nó ở mức độ bình. Tại vì mình Ất nè, mình Ất là mộc, mà mình cũng gặp tháng Ất nữa, cho nên nó, cái tài chính của mình nó ở mức độ trung bình thôi, không phát huy lên được. Còn cái công chuyện đối nhân xử thế của mình, cái thiên thời, cái địa lợi của mình thì phải nói là tốt đẹp. Tại vì đây là cái tháng mà tam hợp tuổi giới với mình, cho nên mọi cái chuyện khó khăn, việc cái chuyện ở đối nhân xử thế ở bên ngoài, mình gặp được cái chuyện đừng thuận lợi. Công ở trong gia đình, ở trong công sở của mình, cũng như đối với những cái người thôn lân ở bàn xóm thì nó được cái sự thuận lợi. Sức khỏe cũng cần chú ý. Như vậy là 3 tháng liên tiếp chúng ta phải cần chú ý sức khỏe của mình. Tại 3 tháng này nó đều là không có tốt cho cái mệnh của mình, chứ cái mệnh tháng nó không được tốt với nhau. Còn về nam á, trong tháng này còn cái sự tốt đẹp như những tháng trước. Ngược lại bạn nữ thì cái tháng này có nhiều cái rắc rối, có nhiều cái chuyện bực mình không muốn mà nó dẫn đến với mình, cho nên mình cần chú ý về vấn đề lời ăn tiếng nói, cách đối xử của mình đối với chồng, làm sao cho nó hài hòa, nó dung hòa hơn nữa thì tránh được những cái rắc rối, tránh những cái sức mẻ trong cái tình cảm vợ chồng nha các bạn. Thì bài chia sẻ đến đây là hết. Thì cô thân ái chào các bạn, chúc các bạn cùng gia đình được nhiều sức khỏe và vui vẻ. Sẵn cô nói thêm, hiện thời thì cô làm thêm về cái vấn đề mà nói về đạo, để cái mục đích là khuyên người ta trong cái thời buổi cận nghiệp này rồi á, thì khuyên mọi người nên làm lành đánh giữ, tìm cái nẻo đi cho mình, tìm cho mình một cái tôn giáo để mà mình theo, để mình mà có một cái đức tin về tôn giáo, mình hướng cuộc đời mình về tôn giáo, thì đó là một cái điểm rất tốt cho mình. Thì mong rằng các bạn sẽ hưởng ứng, các bạn vào xem, và nếu chưa đăng ký thì xin các bạn hãy đăng ký và cho cô một nút like nha. Ở trong những cái video đó, chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.